Phạm Thâu Vlog kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất đến từ Phạm Thâu nhé. Mình cái tháp không có ấy nhỉ? Dạ. Điện. Mấy con cái tháp không có điện. Không phải nó nháy không đều. Mấy cái giảm điện nó chết hết. Chết. Giờ bây giờ cứ bỏ tầm 5 triệu. Làm hết giàn mới xong là xin giới thiệu các bạn, mình đang có mặt tại giáo xứ Quân Trạch thuộc về hạt Bắc Tiền Hải, giáo phận Thái Bình, để chuẩn bị cho một lễ Noel sắp tới. Mời các bạn cùng Phạm Thâu đi tham quan các hang đá. Mời các bạn đi sang thăm hang đá bên cánh tay phải. Cha quản lý tòa giám mục đang phát quà cho các em thiếu nhi sau thánh lễ các bạn nhé. Yeah.
Nào mấy anh to to đâu? À, các cụ có nhai kẹo không? Con có chưa? Con có chưa? Thưa các bạn, thánh lễ đã xong. Cha phát quà cho thiếu nhi Nghĩa Bình Thanh Thể, rồi các cụ từ tuổi 75-80 đổ lên một chút quà Noel để chuẩn bị đón mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. Mời các bạn cùng ra bên ngoài để tham quan hang đá cũng như là đồi Fatima. Xin chào và hẹn gặp lại các chương trình video sau. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.